thành phố biển Nha Trang xinh đẹp vào sáng sớm ngày 1 tháng 9. Ngày mai là Quốc Khánh 2 tháng 9 nè. Năm 2021, Quốc Khánh năm nay rất là buồn. Tại vì Covid. Tại vì Covid đó. Buồn thật đấy. Biển hôm nay đẹp đúng không mọi người ơi? Bình yên và đẹp. Nha Trang cũng rất là tuyệt vời. Cảm ơn người Nha Trang. Cảm ơn thiên nhiên Nha Trang. Cảnh đẹp quá.